nhân cao lên không vướng vướng ấy. Anh bẻ gập cái chân lên cho dễ. Rồi đi, sắp sửa lại dây. Dạ vâng. Có gì không hiểu thì anh chị cứ Zalo với em thì em hướng dẫn chi tiết cho mình. Đây là anh kỹ thuật của bên em luôn đó chị. Thì có gì thì bảo trì bảo dưỡng là anh ấy. Bạn anh này là ở Việt Trì. Lại còn xấu hổ nữa chị. Con chào mừng rồi. Trắng. Đây là bảo dưỡng của nó. Anh ra lấy cái hát ta. Hát hát ta. Để cái hát thôi thì phải nhé. Ở khu này chắc là chị mua đầu tiên chị nhỉ? Cái Cái này dành một cho con, không tính. Đây là lúc này ngoài nhé.
đây thì hồng ngoại mình động vật đấy thì cái nhất là có tác dụng là xử lý cơ thể của mình. Cái thứ hai là nó giúp mình lưu thông khí huyết này, nó tốt hơn này, nó để mình nó hỗ trợ rất là tốt cho mình mất ngủ nhé, nó mất ngủ hỗ trợ rất tốt. Đây là hồng ngoại nhé, nó dùng kiến con anh chỉ nói chơi. Ở đây cũng là cơ bản này. Ở đây mình lấy điện thoại của anh luôn á để kết nối anh luôn á. Tính theo tháng vậy, như ngày hôm qua bên em bán 4 con, đi ra 4 con, ngày hôm nay được 3 con luôn, tùy theo hôm.